Thần tài Nhật Bản, vị thần Hotei, xin được kính chào quý anh chị. Hôm nay Gốm Nhật Tô Kỳ sẽ giới thiệu và cùng anh chị sưu tầm một bức tượng tuyệt đẹp, đó là bức tượng của vị thần Hotei, vốn được coi là hiện thân của Phật Di Lặc với cái dáng vẻ cũng như là nụ cười rất là vui tươi, rất là vô tư, hiền hậu. Thì giờ đây, mời cả nhà, chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết của bức tượng. Bức tượng được trang trí theo lối vẽ men lam, được người nghệ nhân trang trí các đường nét vẽ hoa văn họa tiết lên phần tà áo cũng như là phần bao tải đựng tiền ở phía đằng sau, các đường nét vẽ hoa tuyệt đẹp, và ngoài ra thì có các chữ và các hoa văn họa tiết phúc lộc rất là tuyệt đẹp, đúng không cả nhà? Một tay của vị thần thì sẽ cầm cây gậy và một tay còn lại sẽ cầm bao tải tiền, và em cũng sẽ đo chi tiết để quý anh chị có thể hình dung được độ lớn của bức tượng này. Đây là một bức tượng rất lớn với chiều cao lên tới là 45 cm nhé cả nhà. Gần 45 cm. Và đây anh chị có thể chiêm ngắm với gốm Nhật Toki từng cái đường nét cận cảnh của bức tượng, và cái khuôn mặt vô cùng tươi vui phúc hậu của vị thần Hotei này. Em xin được phép quay cận cảnh một chút ở với phần khuôn mặt của ngài. Đây anh chị có thể thấy những cái đường nét rất là tuyệt đẹp, đúng không cả nhà? Em cũng sẽ quay một chút xíu về phần nét vẽ ở trên phần tà áo. Đây, những cái đường nét được trang trí rất là nét, tuyệt đẹp. Đây, phần áo ở phía đằng sau. Cả nhà có thể cùng em chiêm ngắm nhé. Đây là một bức tượng thuộc dòng gốm sứ Kutani. Các đường nét hết sức là tỉa tót. Một bức tượng với nhiều ý nghĩa tốt đẹp trong cuộc sống, và ý nghĩa lớn nhất đó chính là mang lại niềm vui cũng như là tài lộc cho gia chủ. Thì em xin được đặt để lại vị trí chính giữa để mời quý anh chị cùng nhìn ngắm lại bức tượng vị thần tài Hotei theo lối vẽ men lam trong gốm Kutani này. Và nếu anh chị có nhà ý cùng gốm Nhật Toki sưu tầm và giao lưu thì có thể giao lưu với em. Mọi thông tin chi tiết em xin được để bên dưới phần mô tả. Một lần nữa thì em xin được tạm kết video tại đây. Xin chào tạm biệt. Xin được hẹn gặp lại quý anh chị cùng với các tác phẩm sưu tầm tiếp theo của gốm Nhật Toki.